Chào thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày phần bài tập 12 môn vi sinh lý. Đề bài 12 như sau: là điều khiển động cơ DC như theo video hướng dẫn. Sau đây sẽ là giải thích về phần mạch trên rotor. Bên đây là mạch để điều khiển động cơ DC. Thì em sẽ dùng con L298. Còn em sẽ dùng con L298 để điều khiển động cơ DC này. Con L298 này thì có bốn ngõ vào và bốn ngõ ra. Các ngõ vào à, mỗi ngõ ra sẽ chịu được một điện áp cụ thể như theo datasheet. Thì mỗi chân ngõ ra sẽ chịu được điện áp cụ thể là 3A. Thì khi mà do những cái con là 298 này, những cái động cơ DC này chỉ có vài volt, là vài ampe, là 1, 2A, 3A, nên ta có thể dùng là 298 là điều khiển vô tư. Con L298 này cũng thể điều khiển động cơ bước. Một con L298 này có thể điều khiển được hai động cơ DC lận. Thì ở đây là bốn con transistor. Một con transistor được kết nối. Bốn transistor kết nối theo cái datasheet dùng để bảo vệ và để dẫn dòng ngược. Khi mà cái dòng ngược này sẽ chạy về nguồn và bảo vệ cái transistor ở trong L298. Thì cái chân ngõ vào, mỗi chân ngõ vào sẽ khuếch đại một chân ngõ ra. Chân in1 sẽ khuếch đại chân out1, và chân in2 sẽ khuếch đại chân out2, và cứ thế in3 out3 và in4 out4. Về cái điện áp VCC này, thì điện áp VCC này sẽ phụ thuộc vào điện áp của vi xử lý. Điện áp VCC cấp cho L298 cũng sẽ là điện áp của nguồn tương ứng với điều khiển. Và còn điện áp VS này chính là điện áp của động cơ DC. Tải, nếu mà tải này dùng 12V thì động cơ DC VS dùng 12V. Trong cái trường hợp này ta có thể nói cái RC7 vào cái chương NANB, vì để giả sử con L298 này cho phép nó, thì ta có thể nối chương NA và NB chung với nhau để ta có thể tiết kiệm được chân điều khiển, đỡ phải tốn chân để điều khiển. Thì cái chân mát sẽ nối chung với nhau, và chân NA NB cũng sẽ nối xuống mát. Thì ở đây cái nguồn phát xung là CCB1 sẽ được nối vào chân in1. Cái bài toán này của em là để điều khiển động cơ DC kết nối với vi điều khiển thông qua con L298 này. Giao tiếp ở đây thông qua con L298, dùng cái kỹ thuật điều chế xung để điều khiển động cơ DC. Dùng chân CCB1 để đưa tín hiệu điều khiển. Chân còn lại là chân RC3 này sẽ được kết nối vào cái chân bất kỳ. Nếu mà ta phát xung trên CCB1 thì động cơ sẽ quay. Nếu mà ta phát xung trên chân CCB1 thì động cơ sẽ quay thuận khi mà chân RC3 được nối xuống mát. Còn động cơ sẽ quay ngược khi mà ngược lại, động cơ RC3 sẽ nối lên nguồn. Khi đó cái tín hiệu ngõ ra của động cơ RC3 sẽ là 1, thì động cơ sẽ quay ngược. Thì khi mới bật nguồn lên thì cái động cơ sẽ chưa quay. Khi mà mình tác động mà nút start stop thì động cơ sẽ bắt đầu quay. Và khi đó nó sẽ quay với cấp độ đầu tiên, cấp độ 1. Khi mà chưa bật nguồn lên thì động cơ đứng yên, thì lúc đó động cơ sẽ là có cấp độ là 0. Sau đây em sẽ giải thích code. Ban đầu em sẽ khai báo thư viện, khai báo Thạch Anh và gì. Em sẽ define cho cái chân up sẽ là ở pin B0, chân down ở pin B1 và start stop ở pin B2. Chân enable sẽ được gắn trong pin C7, là luôn luôn cho phép con L298 này.
Về cái phần khai báo biến thì cái tốc độ ban đầu, cái tốc độ của em sẽ là có 10 cấp. Về phần value, value là thiết lập mà cycle duty nên sẽ có 10 bit, 10 bit nên ban đầu sẽ khai báo inside là in 16. Và cái sẽ khai báo một biến là trạng thái động cơ. Biến này sẽ có in in một, vì biến trạng thái động cơ này chỉ có hai hai trạng thái, là trạng thái khi mới được kích và khi bằng một và khi bằng không. Bằng không là khi động cơ đang dừng, và bằng một khi là động cơ đang chạy. Về phần chương trình, ban đầu em sẽ viết chương trình kiểm tra nút startup. Ban đầu thì nếu mà mình nhấn nút startup á thì delay 20 giây và cho nó chống dội cho nó. Khi mà mình nhấn nút startup thì cái trạng thái động cơ sẽ đảo, trạng thái động cơ sẽ bằng đảo trạng thái động cơ. Khi mà nhấn startup thì nó sẽ lên một, nếu mà trạng thái động cơ bằng một thì cái tốc độ cũng tương đương bằng một, hoặc ngược lại là trạng thái động cơ bằng không thì cái tốc độ cũng sẽ bằng không. Về phần em sẽ kiểm tra nút up. Khi mà nút startup em nhấn rồi, em sẽ kiểm tra nút up. Nếu mà nhấn nút up cho mình delay 20 giây và cho nó chống dội cho nó. Khi mà nhấn nút up rồi thì cái cấp tốc độ của động cơ nó sẽ tăng lên cấp tốc độ cộng cộng. Nếu mà cấp tốc độ lớn hơn 10 thì cấp tốc độ sẽ bằng 10. Sẽ bằng 10, lúc đó thì động cơ sẽ quay cái tốc độ là 10. Và kiểm tra nút down, thì khi mà nhấn nút down thì em sẽ cho nó delay 20 giây và chống dội cho nó. Khi mà nhấn nút down thì cái tốc độ sẽ giảm xuống và bằng cấp tốc độ trừ trừ. Nếu mà cấp tốc độ bé hơn một thì cấp tốc độ lúc đó sẽ bằng một. Cấp tốc độ lúc đó sẽ bằng một khi mà mình nhấn vào mặt nguồn. Khi mà mình nhấn startup rồi thì cấp tốc độ lúc đó sẽ bằng không, và động cơ lúc đó sẽ dừng lại, không có quay nữa. Về phần chương trình chính thì ban đầu em sẽ khai báo chân, khai báo bọc C 0x00 và bọc B là 0x FF. Ban đầu em sẽ output low cho pin C3 là cho phép cái động cơ là chạy thuận, mà pin C3 là em sẽ được cái chương RC3 em sẽ nói xuống mát. Và setup CCB1 là em sẽ khởi tạo CCB1 là CCB BWM, là cấu hình chân CCB là BWM. Em sẽ setup timer 2 là cái này là cái này là T2 deep bay 16, là cái là 16 là cái trong cái công thức của RP2. Còn 249 này cái là chu kỳ xung, em dùng ở đây là 0,8 mili giây, và một là hệ số chia trước, luôn chọn số chia trước, lần có nhiều hệ số thì em chọn là một cho nó tiện. Và ban đầu em sẽ setup timer 2, về bằng không để cho nguyên cái chương trình này chạy. Khi mà chạy thì xung nó sẽ được đếm lên. Khi mà cái timer là chạy thì cái xung nó sẽ được đếm liên tục, được phát ra. Và cái output 2 cho enable là luôn cho phép nó, em luôn cho phép nó thì em cho nó lên mức 2, enable lên mức 2. Ban đầu thì chứ ban đầu thì chứ value bằng không. Cái value này để thiết lập cái duty cycle cho cái BWM. Value khi mà cái biến value này thay đổi thì cái độ rộng xung cũng sẽ thay đổi theo. Ban đầu trạng thái động cơ khi mà chưa bật nguồn là thì chạy động cơ luôn bằng không, khi đó thì động cơ sẽ chưa có được quay. Ban đầu cái tốc độ của bằng không luôn do động cơ chưa quay. Và em sẽ set BWM duty value, ban đầu do value bằng không nên set BWM 1 duty value cũng bằng không luôn, là ban đầu thì chưa có xung luôn, chưa được cấp xung. Trong cái vòng lặp quay chu của em thì em sẽ cho nó, ban đầu em sẽ kiểm tra cái chương trình, cái code kiểm tra start stop này luôn sẽ có, để anh biết khi mà nhấn start start nhấn nút start stop thì em sẽ bắt đầu kiểm tra startup. Thì bắt đầu là trạng thái động cơ bằng một, thì lúc này em sẽ kiểm tra nút up hoặc nút down. Nếu nhấn nút up thì cái tốc độ động cơ, các tốc độ sẽ tăng lên. Ban đầu bằng bằng không thì tốc độ sẽ động cơ lên, sẽ lên mở nguồn sẽ lên một, và khi mình nhấn up thì nó sẽ lên hai. Và khi đó khi biến value, biến cấp tốc độ sẽ nhân cho 100 và gán lại cho biến value. Biến cấp tốc độ sẽ bằng 2, nhân 100 sẽ là 200 và gán lại biến value. Khi đó biến value tăng lên thì cái độ rộng xung cũng sẽ tăng, và
chu kỳ bên lớp em không bằng 0,8 mili giây vẫn không thay đổi, và em sẽ set bên lớp em duty này là cho nó hiện độ hiện value của sum của bên lớp em. Cái này lệnh này dùng để thay đổi độ động sum khi mà cấp độ động cơ bằng 1 hoặc 2 hoặc là tăng lên thì cái biến value cũng thay đổi, nên cái độ động sum cũng sẽ thay đổi theo, nên dùng cái này để dùng để thay đổi cái độ động sum bằng lệnh này này. Và đây là toàn bộ code của em, sau đây em sẽ mô phỏng cho test. Thì em đã đặt code rồi, sau đây em sẽ mô phỏng. Ban đầu khi mà mới vô thì động cơ sẽ không quay, nó sẽ đứng yên. Khi mà mình bắt đầu mặc nguồn lên, ban đầu mặc nguồn lên thì động cơ cũng sẽ không quay luôn, để tránh nguy hiểm, để an toàn. Khi mà mình nhấn nút start stop thì ban đầu thì cái xung cũng sẽ không được cấp, nó vẫn nằm ngang. Khi mình nhấn start stop thì bắt đầu có xung với chu kỳ là không chu kỳ bên em là 0,8 mili giây. Mà nó chạy với 249 chu kỳ. Thì ban đầu thì bật startup lên thì động cơ quay với cấp độ 1. Khi mà em nhấn up thì động cơ sẽ tăng lên cấp độ 2. Khi cấp độ tăng lên 2 thì cái độ động xung cũng sẽ tăng theo. Độ động xung tăng theo nhưng mà chu kỳ xung vẫn là 0,8 mili giây. Mình có thể đếm ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8. Nó vẫn bằng 0,8 mili giây. Khi mà em tăng nút up lên thì cấp tốc độ lúc này là 3 rồi, động cơ sẽ quay nhanh hơn và cái độ động xung cũng sẽ tăng lên. Khi up bằng 4 thì độ động xung cũng sẽ tăng theo, up bằng 5, khi mà up bằng 10, cấp tốc độ bằng 10 thì cái độ động xung sẽ là nguyên đường thẳng, lúc này duty cycle sẽ bằng 1, thì lúc này tốc độ động cơ sẽ là max. Có thể thấy là động cơ đang quay tốc độ 10, cấp độ 10 là quay max. Nó có hơi lắc chứ. Thì lúc này, lúc mà quay max cấp độ 10 thì lúc này thì cái xung của ta thì nó nằm ngang luôn rồi, duty cycle bằng 1. Khi mà em nhấn down, em giảm xuống á thì cấp tốc độ sẽ giảm xuống 9. Khi mà em giảm xuống về 1 thì cấp tốc độ trở về bằng 1, và khi này lúc này thì động cơ sẽ quay chậm lại và độ động xung cũng sẽ giảm. Độ động xung giảm nhưng mà chu kỳ xung vẫn là 0,8 mili giây. Khi mà động cơ đang quay mà em nhấn start up thì động cơ cũng sẽ ngừng và độ động xung cũng sẽ tắt. Bài mô phỏng của em đã hết. Cảm ơn thầy và các bạn.